Đàn ông có hai thứ tuyệt đối không nên. Một là hai lòng, hai dạ. Hai là lời lẽ nặng nhẹ, làm tổn thương người con gái bên cạnh mình. Làm đàn ông, ai cũng có thể lăng nhăng. Nhưng đàn ông có trách nhiệm tuyệt đối không lăng nhăng. Không bao giờ mơ tưởng hoặc gieo rắc yêu thương với người khác khi bên cạnh mình đã có một người để ấm êm. Làm đàn ông thì dễ, nhưng đàn ông có trách nhiệm, phải dùng cả sự trưởng thành cả đời của mình mới có thể làm được. Đàn ông có thể ăn thua với xã hội bên ngoài, có thể lớn tiếng, có thể nặng lời, có thể tranh thắng thua. Nhưng một khi trở về nhà, về với mối quan hệ của chính mình, đừng bao giờ dùng thái độ không tốt đối đãi với người con gái bên cạnh mình. Bởi lúc tức giận bạn nói ra thì mau quên, nhưng người tổn thương sẽ nhớ mãi. Mà tình yêu, nếu để cho một trong hai cảm thấy đau lòng quá nhiều lần, sẽ khiến tình yêu ấy ngày càng bị bào mòn đi. Đàn ông nhẫn nhịn được người con gái yêu mình mới là người đàn ông đáng để dựa dẫm cả đời. Thua đủ với người dưng, chứ đừng tranh cãi với người cùng mình đi qua năm tháng. Bởi con gái khi yêu, thiệt thòi một chút cũng chịu được, khổ sở một chút cũng không sao, chỉ không thể chịu được sự tổn thương mà người mình yêu mang lại mà thôi. Thật đó.